Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày trên S-Channel. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình tổng hợp lại những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay, mùng 8 tháng 10 nhé. Hòa cùng siêu sale của Shopee nên ngày mùng 10 tháng 10 thì củ cải Cosmetics đang có chương trình giảm giá lên tới 50% cùng với rất nhiều những chiếc voucher giảm giá và hoàn xu khủng không thể bỏ qua. Chi tiết thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ, hoặc mọi người có thể click vào đường link bên dưới mà bọn mình đã để sẵn ở phần mô tả nhé. Củ cải Cosmetics là thương hiệu chuyên săn sale các hãng mỹ phẩm nội địa tại Hàn Quốc do một cô bạn du học sinh Hàn sáng lập và phát triển với mục tiêu là săn được các sản phẩm làm đẹp của Hàn Quốc với giá siêu hời mang về cho các bạn ở Việt Nam. Và nếu các bạn quan tâm thì đừng quên truy cập vào đường link mà bọn mình đã để sẵn ở bên dưới nhé. Tin tức đầu tiên, mới đây thì NTN Vlogs đã bất ngờ đăng tải một đoạn clip với nội dung NTN tự xóa video. Đoạn clip đã đem đến cho khán giả một cái nhìn khác về anh, suy tư và bớt trẻ trâu hơn một chút. Thậm chí những phút cuối cùng đã thực sự lấy đi nước mắt của khán giả. Đoạn đầu của clip là sự tổng hợp những phân cảnh trong những vlog trước đây, ví dụ như là xây nhà bằng cốc nhựa này, ống hút nhựa này và thả 100 con dao từ trên nóc nhà xuống quả dưa hấu, thử thách leo cột điện cao thế, vân vân. Nối tiếp đó là màn tự tay xóa đi những clip được cho là bằng chứng cho tiêu đề video NTN tự xóa clip. Theo như nội dung của đoạn clip ghi lại, đã có khoảng 8 clip triệu view đã bị xóa đi. Bên cạnh đó thì trong video, NTN đã chia sẻ rằng nếu có thể quay ngược thời gian thì tôi sẽ không làm những video khiến tôi bị ảnh hưởng, nhưng nó đã xảy ra rồi. Tôi đã cố gắng thay đổi bản thân nhiều hơn mỗi khi mình mắc sai lầm, nên tôi cũng mong các bạn làm YouTube hãy thận trọng hơn với những nội dung mà mình chuẩn bị đăng tải. Hãy kiểm soát các em nhỏ thay phụ huynh. Đôi khi những video đó vô hại với người lớn nhưng sẽ có hại với trẻ nhỏ, vì chúng chưa thể phân biệt đúng sai như người lớn và sẽ bắt chước và học theo. Trong tương lai thì là một YouTuber có nhiều người theo dõi tại Việt Nam, tôi nghĩ mình nên làm một điều gì đó để có ích cho cộng đồng hơn. Những YouTuber đang phạm sai lầm và chuẩn bị phạm sai lầm thì hãy cố gắng làm ra những video có ích để không gây nguy hiểm tới bản thân và người xem. Hãy hạn chế hết mức có thể đối với những nguy hiểm có thể khiến cho trẻ em bắt chước và học theo. Kết thúc video NTN tự xóa clip thì anh chàng còn gửi gắm một thước phim do mình tự quay cách đây nửa năm. Đoạn video nói về việc NTN thấu hiểu và đồng cảm, chia sẻ cùng hoàn cảnh hai bà cháu nghèo tại một gia đình nông thôn. Bà lão bị mù, còn đứa cháu là trẻ mồ côi. Từ đây thì anh đã có những thông điệp mang tính hết sức ý nghĩa. Hãy giúp đỡ nếu có thể. Mặc dù có rất nhiều góc quay bị rung lắc và cắt ghép chuyển cảnh còn thô, không được mượt mà, nhưng mà khiến cho người xem có cảm giác đồng cảm hơn để chia sẻ với hai bà cháu đáng thương này. Và trong phần bình luận thì rất nhiều người cho biết họ đã cảm nhận được sự chân thành trong từng câu nói của anh. Và thật sự đây là một bước đi vô cùng quan trọng góp phần thay đổi cho cách nhìn nhận của những người trước kia ghét cái tên NTN. Từ những thái độ chỉ trích kịch liệt và phẫn nộ thì giờ họ đã có thiện cảm hơn. Bằng chứng là anh đã nhận được hàng ngàn lượt thích cùng với rất nhiều lời khen ngợi cho video clip này. Tuy nhiên thì một số khác lại cho rằng đây chỉ là một chiêu trò khác của NTN, khi mà trước kia anh chàng cũng đã cho ra mắt những sản phẩm với nội dung tương tự, ví dụ như là NTN xóa kênh hay là NTN video cuối cùng chẳng hạn. Tin tức số 2 có trong ngày hôm nay, và chiều ngày hôm qua mùng 7 tháng 10, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang đã lập biên bản xử lý Nguyễn Văn Hưng với tài khoản YouTube Hưng Vlog về hành vi đăng tải video lên mạng xã hội vi phạm quy định của pháp luật. Theo đó thì vào ngày 3 tháng 10, Hưng Vlog đã đăng tải trên tài khoản YouTube của mình một video với tiêu đề "Trôn lấy cắp tiền đập bể heo đất của em gái và em trai đi ăn chơi và cái kết". Nội dung video ghi lại hình ảnh mô tả Hưng Vlog đã lấy trộm tiền trong heo đất của em trai mình và em gái mình. Tại buổi làm việc thì Hưng đã thừa nhận hành vi của mình là do thiếu hiểu biết, chỉ nghĩ đơn giản là việc đăng tải video này với mục đích là trêu đùa em trai và em gái trong gia đình thôi. Trước đó thì Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang cũng đã xử phạt hành chính Nguyễn Văn Hưng 7,5 triệu đồng vì đăng tải những video clip trên tài khoản mạng xã hội YouTube Hưng Vlog với tựa đề "Trôn em gái và em trai ăn nồi cháo gà nguyên lông và cái kết". Xét thấy đây là một hành vi tái phạm và cần xử lý nghiêm khắc thì Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng do thực hiện hành vi cung cấp và chia sẻ thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Cùng thời gian này thì Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang cũng đã triệu tập Nguyễn Văn Hậu là em trai của Hưng Vlog để nhắc nhở về hành vi của anh sau khi đăng tải video có tên "Trộm gà nhà em hàng xóm nướng siêu cay, mời em hàng xóm mời team vlog" vào tháng 8 năm 2020 vừa qua. Hiện tại thì video này trên kênh YouTube của Hậu đã được gỡ bỏ. Bất ngờ hơn là người dùng đã không còn tìm thấy kênh YouTube Hưng Trôn trên kênh YouTube phụ của anh chàng. Cụ thể là khi tìm kiếm những từ khóa Hưng Trôn thì chỉ ra một tài khoản giả lập từ tháng 7 năm 2020 và tài khoản này thì mới chỉ có 2 video thôi. Cư dân mạng đang rất hoang mang, phải chăng là kênh này của YouTuber Hưng Vlog đã bị khóa vĩnh viễn sau một loạt những lùm xùm xảy ra, hay là anh chỉ tạm thời ẩn tài khoản này đi để tránh bão dư luận thôi?
Tin tức tiếp theo có trong ngày hôm nay, sau 14 năm hoạt động thì mới đây, theo thông tin từ VTC Game, Audition, tựa game đã mang tên tuổi của Bảo Thy đến với đông đảo cộng đồng khán giả đã chính thức dừng dịch vụ tại Việt Nam. Ra mắt vào năm 2006 thì game online Audition nhanh chóng đã thu hút được đông đảo giới trẻ tham gia. Audition thì vốn là một tựa game theo phong cách nhân vật hoạt hình Hàn Quốc, bởi vậy hình ảnh nó khá là mốt và được các bạn trẻ thời đấy rất yêu thích. Game Audition nổi tiếng đến nỗi dù không chơi thì ai cũng biết Audition là một tựa game được yêu thích nhất thời bấy giờ. Các bản nhạc trong Audition thì luôn là những bài hát hot hit trên thị trường Việt Nam và quốc tế. Một vài ca sĩ cũng đã nổi tiếng lên và thăng hoa nhờ các bản nhạc đưa vào game Audition. Ví dụ như là Tuyết Yêu Thương của Jung Juno này, Ngồi Bên Em của Phan Đình Tùng, Chiếc Khăn Gió Ấm của Khánh Phương và đặc biệt là Công Chúa Bong Bóng của Bảo Thy. Thậm chí tựa game này còn giúp mai mối cho rất nhiều cặp đôi từ bạn nhảy ở thế giới ảo biến thành tình yêu ngoài đời thực. Và được biết thì vào 0 giờ ngày 1 tháng 11, VTC Game sẽ đóng cổng đăng nhập và ngừng mọi hoạt động của game Audition tại Việt Nam. Tuy nhiên thì mọi người vẫn có thể chuyển sang game Audition X là một sản phẩm kế thừa chính thức của Audition PC trên nền tảng mobile sau khi mà Audition Online chính thức đóng cửa tại Việt Nam. Vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm qua thì 3 toa Metro số 1 thuộc toa tàu đầu tiên trong số 51 toa của tuyến Metro số 1 đã cập cảng Khánh Hội, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh sau hơn một tuần rời cảng Kasado, Nhật Bản. Theo như ông Nguyễn Quốc Hưng là Phó Tổng Giám đốc Cảng Sài Gòn cho biết, thì đây là lần đầu tiên mà cảng thực hiện tháo dỡ thiết bị toa Metro nên là công tác chuẩn bị rất kỹ lưỡng. 30 công nhân Cảng Sài Gòn cùng với các cẩu chuyên dụng đã đưa toa tàu xuống xe dưới sự giám sát của 5 chuyên gia Nhật Bản thuộc nhà thầu Hitachi. Tổng thời gian tháo dỡ và đưa xuống xe thì mất khoảng 6 tiếng. Bên cạnh đó thì ông Đoàn Văn Tuyến là giám đốc dự án thuộc công ty cổ phần Gemadep đã cho biết đặc thù của các toa tàu tải trọng lớn và di chuyển qua một số tuyến đường nội đô của thành phố Hồ Chí Minh. Để tránh ảnh hưởng đến tình trạng giao thông thì công tác vận chuyển tàu Metro và Depot Long Bình sẽ được tiến hành vào khoảng 23 giờ đêm ngày 9 tháng 10. Và theo kỹ sư điều phối dự án Metro số 1 thì các toa tàu khi mà đưa về thì được vận chuyển xuống đường ray ở Depot chạy thử và tiến hành kiểm tra toàn diện. Việc thử nghiệm tàu ở Depot sẽ được thực hiện từ nay đến cuối năm và sẽ được chạy thử đoạn ngầm giữa các ga tại quận 1 để đảm bảo vận hành vào cuối năm 2021 tới đây. Sau một thời gian khá dài phải đóng cửa du lịch do dịch bệnh thì mới đây, du lịch Hội An lại tiếp tục gặp khó khăn do lũ trên thượng nguồn đổ về. Được biết thì từ hôm qua đến nay, các tỉnh thành trên miền Trung đã xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, cuộc sống của rất nhiều người dân đã bị xáo trộn không ít. Và tại Hội An thì hiện tại chỉ mới có đường Bạch Đằng ven sông đã bị ngập, các con đường trong phố cổ khác ví dụ như là Nguyễn Thái Học, Trần Phú thì vẫn chưa bị ngập. Theo dự đoán của người dân thì từ giờ tới khuya, hai con đường này cũng sẽ bị ngập như mọi năm. Tình trạng nước lũ dâng cao này thì đã làm ngập hàng nghìn nhà dân ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Tại Quảng Trị thì từ tối ngày 6 cho đến sáng ngày 8 tháng 10 vừa qua thì nhiều nơi trong tỉnh đã có mưa to. Nhiều nhà dân và vườn tược tại các xã ở huyện Cam Lộ đã bị nước lũ dâng cao gây ngập từ 2 cho đến 3 mét. Và tại Thừa Thiên Huế thì mưa lớn kéo dài cùng với thủy điện Hương Điền xả lũ khiến cho mực nước sông Bồ đang dâng cao. Và tuyến đường liên xã đi thôn Thủy Phú về xã Quảng Thành, Quảng Nam cũng đã bị ngập sâu từ khoảng 30 cho đến 40cm. Rất nhiều người đi xe máy qua đây thì đã bị chết máy và phải dắt bộ. Trước tình hình trên thì lực lượng công an, quân sự và dân quân đã phải dùng cano đi nhiều vùng xung yếu để di rời người dân đến nơi an toàn. Tin tức cuối cùng có trong ngày hôm nay, sau nhiều ngày chờ đợi thì mẫu smartphone do Lisa của Blackpink làm đại sứ đã được ra mắt tại thị trường Việt Nam với tên gọi là Vivo V20. Đặc biệt là đối với thị trường Việt Nam thì đại sứ của V20 chính là một cái tên nổi đình nổi đám, đó chính là Jack. Vivo V20 có những đặc điểm nổi trội ví dụ như là thiết kế bắt mắt này và mỏng nhất trong tất cả những mẫu smartphone được cho ra mắt trong năm nay. Camera selfie cũng đã được nâng cấp với độ phân giải cao 44 megapixel cùng với khả năng lấy nét vào mắt và ổn định hình ảnh khi ghi hình video. Và điều này thì sẽ giúp cho người dùng dễ dàng hơn trong việc quay những vlog và đăng tải lên mạng xã hội. Và việc Jack trở thành đại sứ của sản phẩm này cùng với những thông tin về đại sứ ở các thị trường khác ví dụ như là Lisa của Blackpink thực sự đã đưa chiếc Vivo V20 này trở thành một mẫu smartphone trở nên cực kỳ thu hút trong giới trẻ. Và hiện tại thì Vivo V20 đã được cho đặt trước tại Selfnet với mức giá chỉ 8 triệu 490.000 đồng nhưng sẽ được giảm ngay 500.000 đồng nếu như các bạn đặt trước ngày 15 tháng 10 năm 2020 này nhé. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tổng hợp lại những tin tức nổi bật có trong Gặp Nhau Cuối Ngày ngày hôm nay mùng 8 tháng 10. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào, chúc bạn ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai nhé.